Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận bán kết, trận tứ kết cầu lông đôi nam giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách mở rộng lần thứ tư. Phía bên trái của mình, chúng ta cặp đôi vận động viên Hoàng Anh và Vũ Lâm đến từ Quảng Ninh, và đối thủ của họ là cặp đôi Trí Đức và Ngọc Triệu đến từ Hà Nội. Cả hai đôi vận động viên đều là những ứng cử viên hàng đầu giữ chức vô địch, bởi vậy có thể nói đây là một trận đấu chung kết sớm của giải đấu. Các vận động viên sẽ thi đấu một set cầu lông 31, chạm 31 sẽ ăn. Trong bốn vận động viên thì có vận động viên Hoàng Anh trước kia từng thi đấu cầu lông chuyên nghiệp, từng xếp top cao nhất là top số 1 Việt Nam cầu lông chuyên nghiệp. Và hiện tại thì vận động viên Trí Đức đánh cặp với Ngọc Triệu cũng là vận động viên chuyên nghiệp đến từ Sipucha Hà Nội, cũng xếp top đầu cầu lông Việt Nam. Chuẩn bị được bắt đầu, xin phép điểm tên các vận động viên. Thuộc các vùng badminton, nhưng mà cái video này là em đang quay được. Trên trang phục áo vàng của vận động viên Vũ Lâm, một tay vợt sinh viên. Trên trang phục áo đen là vận động viên Hoàng Anh, tay vợt từng số 1 Việt Nam, cặp với vận động viên quốc Việt của Bộ Công an nha mọi người. Tay vợt áo đỏ là Trần Ngọc Triệu, được mệnh danh là ông vua cầu lông hội làng. Và tay vợt còn lại là tay vợt Trí Đức của Sipucha Hà Nội, là vận động viên trụ cột của cầu lông đôi nam Sipucha Hà Nội. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Vũ Lâm giao cầu, Ngọc Triệu đưa giao cầu. Cầu lên lưới, điểm số 1-0 cho Trí Đức Ngọc Triệu. Thank you.
trắng đấy không? Dây trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điểm số hiện tại đang là 20-14 nhưng về phía Hoàng Triệu và Trí Đức. Vừa rồi sau pha đập cầu rất căng thì Trí Đức đã bị đứt vợt. Chướng hết cả mắt. Nó bảo là chung kết sớm rồi ạ. Cầu tốt từ Hoàng Anh. Điểm số 15-20. Trận đấu sẽ thi đấu một set chạm 31. Đổi điểm 21-15 cho cặp đôi Ngọc Triệu và Trí Đức. Một pha chặn kỷ tay rất hay từ Ngọc Triệu. Thank you.
23-19. Cách 6 điểm trong một triệu của Trí Đức. Đây là một trận đấu rất hay, có thể nói là trận đấu hay nhất từ đầu giải đấu đến giờ. Ngược lại ở phía bên kia thì cặp đôi Tuấn Anh và Dương Kiều đang dẫn đối phương khá sâu, 16-14.
6. Hoàng Anh chạy lên bắt lưới của Hoàng Ngọc Triệu, xe có tình huống chém cầu trong. No.
điểm số đang là 28 đều quá căng. Lần này mới nhỉ? Lần này mới nhỉ?